Hai, chào mọi người. Hôm nay là tháng 8 của năm 2023. Mình quay lại cái tác phẩm này của mình làm cho mọi người cùng xem. Đây là mình làm cái trồng đặc biệt không giống ai. Cái 3D mà giống như là nổi, mình trồng theo kiểu mình. Nếu mà sau này có thì mọi người cũng là xem của mình mà làm theo. Hồi đó giờ mình biết là chưa có ai làm kiểu này hết. Cây này lúc mà mình làm hồi đó mình có quay cũng bỏ trên YouTube với mọi người. Không biết mọi người có ai xem rồi có nhớ cây này không? Cực kỳ đẹp ha. Bây giờ mình sẽ quay cái hướng là mình đứng từ trên nhìn xuống. Cái này là nhìn ngang nha mọi người. Theo tầm mắt để mình quay về cho mọi người cùng thấy ha. Bây giờ mình sẽ đó này từ trên xuống. Nếu mà thực sự mình ngắm là mình sẽ đứng giống vậy, mình ngắm xuống. Là dán 3D 3D mà trồng khác lạ mọi người ha. Cái clip này tại sao mình quay? Tại vì mình sắp sửa chia tay cái cây này rồi mọi người. Cái cây này có một người nước ngoài, người Phi, người ta rất là thích. Thích cái kiểu design trồng của mình. Thành ra người ta muốn collect về vườn của người ta mọi người. Sao nay nhỏ nhẹ vậy? Sáng sớm cà phê với mình quay lại để mình giữ lại làm kỷ niệm, sau này mình có ngắm nó được trên YouTube thôi. Cây này là một trong những cây mà mình nói thiệt là lúc mà mình mua đó thì cái cây này nó mọi người nhìn thấy sẽ không ai mua, gọi là hàng bị chê mọi người, bị xấu. Tại sao nó bị xấu? Tại vì nếu mà dựng ngược nó lên lại thì cái cây này đúng là không trồng là không biết làm như sao, người ta không biết làm gì luôn. Nhưng mà riêng trong con mắt của mình thì mình thấy được cái kiểu này nên mình đã đem về để mình làm. Nhưng mà không phải là nó có giống vậy đâu mọi người. Mình mua một cái cây rất là lớn, nó có nhiều nhánh. Thì mình cắt ra, mình chọn ra cái nhánh này và một cái nhánh bên kia nữa, rồi một còn một cái chậu nữa để mình design, mình làm cái kiểu này. Đây là thành quả. Đây là một trong những tay cây là chính tay mình đem về, mình mua bự về, mình cắt tỉa nhánh, mình chọn theo ý. Và mình trồng lên. Thậm chí cục đá này mình cũng phải lựa chọn nữa mọi người. Cái cục đá để lót á. Cục đá để đó thì rất là đẹp, nó rất là hợp với cái chậu. Này. Nè nhìn, nếu mà cho mọi người nhìn kiểu này thì rất là đẹp nè. Ủa này đợi em khoan lỗ hả? Ừ.
né ra tôi chụp hình tấm chân bà không. Nói chung là nó có duyên với mình thì nó tới với mình. Rồi một khi mà nó hết duyên với mình thì nó sẽ tới với người khác. Nhưng mà nói chơi với nó gì cũng không đúng mọi người. Tại vì trong đầu mình cũng còn cái ý tưởng này. Mình hy vọng là trong một thời gian không lâu mình sẽ kiếm được những cái nhánh trong những cái cây mình thích để mình làm lại. Cái bánh bèo của em đem qua đây. Làm cái tô đó. Đem qua. Răng sao nè, đứng sao. Đó. Nó chuẩn bị hồng. Rồi dở lên cái đất đi. Trồng phua rễ mọi người. Phua rễ là như cái này. Nè, mặt của nó chuẩn bị hồng đẹp ha. Cái này nó bự lắm á sai. Nói chung nó không bự lắm, mình trồng nó lại nó vui quá. Thấy nó bự. Thì cái cây này mình trồng ở đây mình nghĩ nó cũng phua rễ rồi. Luôn cả cái chậu này mọi người. Nói đơn giản nhưng mà thật ra không đơn giản mọi người. Muốn đi kiếm được một cái chậu mà giống vậy hợp với một cái cây giống như vậy. Và một cái chậu ở trên này giống vậy hợp giống vậy. Mình mất một thời gian rất là dài mọi người. Mình mua những cái này là những nơi khác nhau mình có collect lại. Rồi mình có ý tưởng mình để đó. Nhiều khi mình mua cái chậu những cái đèo này nè, mình để cả năm trời xong rồi mình mới vô. Là nếu mà không có cái cây thì mình cũng không vô được mọi người. Nhưng mà trường hợp mà design giống như nè, một khi mà mình để lại cho người khác đem về người ta collection á, thì những cái chậu này nó đi cùng lít với nhau, mình không thể nào lấy lại cái nào được. Có nghĩa là sau này mình có cái cây hình dáng giống vậy đi mà mình chọn được đi, có thể nó khác chút, xem như 7, 10, 8, 10, 6, 10 gì đi, nhưng mà cái chậu và cái này là mình không còn nữa. Mình không phải là muốn mua là mua được. Cái quan trọng ở đây là không phải cái design này giống là muốn mua là mua được. Nếu mà mình có hàng loạt cả những cái chậu những đồ giống vậy mình làm á thì không mấy, nhưng mà mình nghĩ là cái này cũng là một cái hiện bây giờ là độc nhất vô nhị. Luôn cả cái cây này mình phải nói là rõ ràng như vậy luôn, không ai làm, chỉ có một mình là người đầu tiên làm cái này. Mà lúc mình làm mình cũng quay, tại vì lúc quay mình làm cái này mình không có máy tại chỗ. Lúc mà mình kêu bà xã mình đi lấy máy thì mình đã làm gần xong rồi, thành ra mọi người không thấy được từ lúc đầu trong cái video trước ha. Có chứ. Cách tôi làm không có, lúc mà bỏ vô là đã bỏ xuống xong rồi chỉ lắp ở trên thôi, đã làm xong. Hình như anh làm bên này quay xong rồi bưng qua đây mà. No, nhưng mà cái lúc mà bỏ đất vô rồi bỏ cây vô rồi xếp đồ theo thứ tự là chưa có. Hình như có. Hình như không có. Không? Lúc đó chạy vô lấy máy là tôi làm xong rồi. À, sẵn cầm máy. Tại vì không phải là lấy máy mà là đi kiếm máy, không biết máy đi đâu người. Hả? Sẵn này cho mọi người coi cho vui. Ok. Rồi. Ok ha. Ok. Cái cây này nó lên màu hồng mà nó có cục tịch dư nha, nhưng mà bây giờ Liên đã trồng nó phua chậu rồi. Bây giờ Liên muốn đổi mẫu. Cái này là lúc mình dưỡng rễ ha, bây giờ mình làm đẹp. Ta. Đây bà xã mình sẽ cho một kiểu mới. Chơi kiểu mới. Trồng thử cho mọi người xem ha. Đơn giản như đang giỡn. Này rễ ha. Cái này thì bỏ vô nó sẽ hơi dày đúng không? Cái này là mọi người ai cũng có thể làm được ha. Ừ. Bây giờ mình không phần phải có cái gì khác người. Ừ. Chỉ cần ok. Được rồi, ít ít thôi. Hả? Được rồi, được rồi. Đừng có động rễ nhiều quá. Không phải, em đang nện xuống đây nè. Cho nó vô cái bánh bèo này cái đã, nó không vừa lắm. Ừ. Trời. Chút xíu nữa. Coi cho vui đó nha mọi người, ai cũng dễ chơi mà. Cái này chẳng qua là Liên đang trồng. Tại có mấy chị hỏi dạo này Liên không có làm gì cho vui. Sẵn anh chính quay rồi Liên làm chứ không có gì quan trọng nha. Rồi
nó vô, nó vừa rồi đó. Chắc là mình chỉnh nó lại nha mọi người. Ta-da, nó hơi lên rồi, chút xíu rút đất ra. Đó, đơn giản như đang giỡn. À, đâu rồi? Đây đây. Chờ chút hút. Bóc vô rồi lại bóc ra. Chơi cái này là vậy mà. Đó. Được rồi đó. Vừa ha. Vừa rồi. Rồi bây giờ em phải khâu này hơi khó nha. Xuống một chút nữa bà ơi. Được rồi, không cần đâu. Xuống mai mốt nó mà nó bị thấm á. Ok, vừa rồi. Nói chung mọi người làm á, cô đo chứ. Bà xã mình đang bóc bóc là bóc lá khô, mọi người quay quay cho coi. Không thấy những cái lá ở dưới á. Nếu mà một khi mà mình sang chậu thì sẵn mình lên luôn. Tại mình bình thường sẽ không có cơ hội đi làm chuyện nó này. Nó vô nó đẹp rồi đó. Mình móc không phải, mình không có cơ hội để thọt tay vô làm chuyện này đâu. Nó đang nằm trong chậu là không được. Khó. Rồi, xong rồi nè. Đẹp chán. Này nhìn qua chậm tắm nè. 1, 2, 3. Rồi. Bỏ vô chậu tôi chậm tặng tắm nữa xong. Muốn làm gì làm chờ chút. Bữa nay ngày mấy rồi? 5 hả? Tháng 8 không biết ngày mấy. Tháng 5. Anh để coi lại coi đúng không để mọi người cái nào mới cũ. Bữa nay là thứ mấy? Hôm nay thứ 7. Thứ 7 à, cuối tuần hả? Này là mọi người cái gì quên rồi nói ra. Mọi người chỉ lắp đất lên lại thôi nha. Nó sẽ ok tại mình để đất ở dưới rồi. Chỉ làm cho nó này. Rồi bây giờ Liên cái đồ không? Đó, anh. Anh cứ quay mọi người coi vậy. Anh hết cái này lại. Cái này cái lá vài bữa nó đẹp nha mọi người. Nó đứng lên lại. Bây giờ cũng phải bận nên nó xấu. Và đây mọi người cũng là cái tác phẩm đó, cũng là cái cây giống đó. Cái cây này và cái cây hồi nãy trong cái chậu mình trồng 3D á, mình ngóc đầu lên đó, là cùng một cái thân lớn chia ra làm mấy nhánh mình cắt mình chọn lại. Thì bên này một cái và bên kia là hai cái. Bên kia là mình cho đặt tên là cây phu thê đi, tại vì nó có một cặp ha. Còn cây này chỉ có một mình thôi. Thì cái cây này và cây kia là cùng một giống. Và trồng kiểu giống như nhau, cái idea giống nhau. Mà nó khác biệt một chút xíu. Là cái này á, làm á, thì nhìn nó không đẹp, không sang bằng cái kia. Nhưng mà nếu mà nói về trên thực tế á, mà nếu mà một cái chậu cây nó đổ ra đó, nó bị nghiêng nó đổ, thì nó sẽ giống y chang vậy. Là đất đá nó sẽ đổ lên trên nè mọi người. Chứ không phải giống như cái kia. Cái kia là đẹp. Nhưng mà nếu mà cái người mà cũng như là có đầu óc mà tưởng tượng chút xíu sẽ thấy được ha. Ở bên kia nó không, mình làm nó rất là đẹp gọn. Nhưng mà nó không có giống thực tế. Nhưng mà nếu mà nó trường hợp trong thiên nhiên nó xảy ra giống vậy ha. Hay là do giống như cái chậu bị đổ ra thì nó vậy mới là đúng nè. Nhưng mà cái kia ha, mình quay qua lại cho mọi người coi nha. Đây mọi người. Cái này á, nhìn rất là đẹp ha. Nhưng mà mắt tưởng tượng của mình và trong trí tưởng tượng mình á, thiệt sự nếu mà đúng thiệt sự thì không thể nào một cái chậu trồng trên cây khi mà bị ngã xuống không thể nào mà không có đất đá nó tràn lên đây được, mọi người hiểu không? Nhưng mà cái này không có đất đá tràn lên nha mọi người ơi, chính tưởng tượng quá mọi người ơi. Thấy không? Không có đất đá tràn lên ha, nhìn rất là đẹp ha. Nhưng mà nếu mà trong cái trí tưởng tượng của mình đó là nó không có, cái kia mới là giống sự thật, thành ra mình làm hai cái nó khác nhau một chút xíu. Nhưng mà kết quả thì cái này đẹp hơn cái kia ha mọi người. Ha. À, nó đẹp nó mới đi, còn nó xấu nó lại với mình ha. Con mắt của người thì nó nhìn thôi. Nói gì mình thôi. Đẹp ai đâu ai giống ai, nhìn cái đẹp khác nhau mà. Nói chung thì theo mình thì mình nhìn thấy đẹp. Còn theo người nào nhìn thấy không đẹp thì cũng không sao. Tại vì cũng có những người nhìn qua hậu đẹp, nhưng mà có những người nhìn qua hậu lại không thấy đẹp, mà nhìn vợ mình thấy đẹp. Không nhìn vợ mình đẹp thì đi ra một cách ngủ.
Không, thực tế mà có những người nhìn thấy người giống như mọi người nói đẹp, nhưng mà nhìn thấy bạn gái mình hay thấy vợ mình vẫn đẹp nhất trong 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 lòng người đó. Mà này khó hiểu lắm, trong mấy chuyện tình cảm Gì này rồi, này kia mình không có thể nào mà mình hiểu được hết không thấy đẻ sao lo á. gì lấy gì trời, ở chung nhau được. Nói chung là người ta sẽ thấy được cái nét đẹp, những cái nét đẹp từ trong ra ngoài ha. Đẹp trong anh em là tất Nhiều cả, khi là nét đẹp nội tâm gì nữa mình cũng không biết ha. trời ơi bữa nay diễn tả cho tao gì nữa trời, sâu xa. Còn nếu mà nói theo mà mọi người bây giờ là nét đẹp của nội y, nét đẹp của nội y Tại gì? hả, Tại sao lại nội y không chứng nhận? nét đẹp trong của nội y và nét đẹp của nội tâm, Nội y là sao mà nội tâm nữa? Không hiểu. là giống như nếu mà nói theo thời bây giờ, giống như là những cái gì mà y phục quần áo che lại thì nét đẹp ở trong. Anh nói nội y là em cứ nghĩ đơn giản. Thì nội y là cái gì Không kiểu kiểu giống mấy cô hoa hậu mà bước trên đi trời. nội Thì y thấy giống không, như ông bà mình có nói đúng không, thì mình tự hiểu thôi. anh từ đó anh chút xíu cho em coi cái nhà em mới được kê sẵn, anh rảnh rỗi Quả hổ, quả bì năng, quả cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Thì đang nói là cái nét đẹp ở trong và cái nét đẹp ở ngoài á, gọi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn á. Giống như nó là có ai lấy thước mà đo lòng người. Thì đại khái là vậy á. Cái mình đang nói vẻ bề ngoài và ở trong ha. Cái cây mà nếu mà kiếm một cái cây mà đẹp từ trong ra ngoài, có nghĩa là từ thân, rễ, cành, nói chung phải nói đầu tiên á, là nếu mà trồng cây á, mà lựa đó phải lựa dáng, lựa thân. Ừ anh nói đi rồi mai mốt rồi. Rồi mới tới lựa lá mọi người. Ok, mình nói hơi nhiều về cái này quá. Nhưng mà đại khái ok nó là như vậy mọi người ha. Nó cực kỳ dã man luôn. Thôi, cuộc vui nào cũng có ngày tàn. Nói chung là nếu mà cây này hồi đó mà mình không đem về thì không biết bây giờ nó lăn lóc ở đâu, chỗ nào, nơi nào. Đem sống thôi. Nhưng mà thì cây nó đẹp lắm mọi người, đây nó lượng nè, cái cây này nó lượng hình nè mọi người, nó lượng luôn á. Cái có nghĩa là đây nè, nó lượng theo cái giống như giận á, rất là đẹp nha. Lượng sống, lượng rồng. Chứ không phải là nó 3D cái kiểu mà nó từ trên rồi nó cong lên hay gì nữa. Cái lượng rồng mà ấy là nó lượng sống mà. Đó, mọi người thấy nó lượng không? Đây nè. Nói chung cây này nếu mà cái người thích, người ta collect về dựng người ta thì có thể là vô giá. Nhưng mà người không thích đó thì cũng Không thích thì không có giá. không đáng một xu. Và người mà đặc biệt không thích cây nữa thì cho, người ta không thèm, mất công chăm sóc. Mà đem về, nếu mà người ta đem về thì cũng sẽ chết, nó không có sống được đâu. Mặc dù nó rất là dễ nuôi. Cái này giờ mình ví dụ giống như là 2 tuần mới tưới nước 1 lần ha, còn mình đi chơi nó làm gì để luôn 1 tháng cũng không sao mọi người. Lá xanh, lá đỏ, lá vàng. Ở kia quay cái kia chút em cái kệ của em chút xíu nước cho cha vui. Còn thí dụ giống như là mình sống với nhau đúng không, mình
nói chuyện với nhau, hay là mình nói chung là cái cách mà giao tiếp với nhau mọi người, thì nhiều khi á mình thắng đi, mình đúng đi, đúng không? Rồi mình nói theo cách mình là mình đúng ha, nhưng mà trên lý thuyết là vậy là đúng, mình vui ha, nhưng mà trên thực tế là mình sai mọi người. Mình sai ở chỗ nào? Tại vì thí dụ giống như vợ chồng với nhau, hay là bạn bè với nhau, hay là partner với nhau, thì theo mình nghĩ đó nha, dĩ nhiên là ai cũng sẽ nói về cái đúng như mình. Nhưng mà thí dụ giống như giờ bà xã mình đi, mình biết là chuyện đó mình đúng đi, nhưng mà mình nói mình đúng, mình làm đúng, rồi mình cãi lộn với bà để mình đúng, thì cuối cùng là mình sai luôn mọi người. Mình sai ở chỗ nào? Mình sai cái chỗ là tin trên thực tế là gì? Nếu mà vợ chồng mà cãi lộn nhau rồi mình cứ đúng hoài, rồi bả cứ sai hoài, hay là bả sai hoài, mình bả đúng hoài, mình sai hoài, thì sẽ không có hạnh phúc đâu mọi người. Mình nói thiệt, sống với nhau hay là gặp gỡ nhau hay là giao tiếp với nhau không do đúng hay do sai, mà là do sự hiểu biết và thông cảm với nhau. Ở trên đời này không có ai mà giống như làm cái gì hay là trời sanh ra là người ta phải theo ý mình, hay là mình phải theo ý người ta. Còn trên thực tế một cái chuyện gì đó, ví dụ mình làm rồi người ta làm, mọi người thực sự không có hơn thua đúng sai, đối với mình nó không phải là nặng nề lắm đâu. Nhưng mà nó là cái gì, một khi mà trước khi mình nằm ngủ mình suy nghĩ lại coi mình làm cái gì, mình đặt mình vô thế mình và thế người đó, thì mình sẽ hiểu. Nó rất là đơn giản, mình nghĩ một chiều, có nghĩa là mình nghĩ về phần mình không, thì sẽ không có thấy được những cái đó mọi người. Giống như là đi ra tòa thì ông tòa cũng phải nghe hai bên vậy. Nhưng mà thiệt sự cái chuyện đó không quan trọng mọi người. Một khi mà đã ra tới tòa rồi thì không còn gì là tốt đẹp. Even trong vợ chồng nha. À mọi người ha. Nhưng mà thí dụ giống như trong cách cư xử nha, mình nói vậy có nghĩa là gì? Mình có thể thắng, mình có thể làm này làm kia được cái những gì mình thích, đúng không? Mình có thể gạt được người, gạt được trời không? Mình làm mình biết, trời biết, đất biết, lương tâm mình biết, mình không có gạt được cái lương tâm của mình. Mà nhiều khi những đôi khi người ta không có suy nghĩ tới những chuyện đó thì cũng không gì hết. Nhưng mà sau khi mà sau này người ta gặp những chuyện giống như vậy trong cuộc sống, giống như những cái chuyện thí dụ giống như là nhờ mình nói chuyện chơi, giống như ở ngoài là mình coi phim tàu đi, thí dụ cái người đó nó dùng độc, nó bỏ người ta xong người ta bị chết độc, nó khoái quá, ôi tôi dùng độc, tôi làm độc tốt quá, rất là tuyệt vời, độc của tôi là không có ai chữa được. Nhưng mà một khi cái người đó bị trúng độc, chính mình mà cũng không giải được, chết mọi người, thì trong giây phút đó người đó sẽ hiểu là sanh nghề tử nghiệp mọi người. Thì nói chung là cũng vậy, mình sống sao mình cảm giác mình cảm thấy thoải mái ha. Rồi nói chung là không có thẹn với lòng, giống như trong chuyện vợ chồng ha, chuyện cho trong mình ở ngoài thiên hạ thì không có quan trọng đâu. Nói thiệt là tại vì sao, chính người mà ý rồi mọi người. Mình đang tâm sự nè, cái này mà bà xã mình nói kêu quay là mình phải đi qua mình quay mọi người. Mình đã mất nguồn cảm hứng rồi ha. Gì? Thì chậm sự tiếp đi, em đã im lặng. Nói chứ nói đi. Nói gì đâu. Sen em chồng này nó lên mụn nè. Bữa giờ không có săn sóc lắm. Cây này lâu năm rồi. Rất là lâu năm. Mỗi năm đều lên màu ha. Còn đỏ nữa. Nói chung á thì mấy cái giống này nè, thật sự là bà xã mình thích, chứ mình là mình không có thích mấy mọi người. Nhưng mà bà xã mình rất mê.
Mình chỉ lướt lướt qua thôi, mình với đại khái là đột biến thì mình chơi, không đột biến là mình không chơi. Em có cái này đột biến nè, mà trồng nó chưa lên màu, em có đột biến. Ok, quay qua coi, cứ ngồi cái gỡ Không, ý hoài. em nói anh nói là cái bình nè, thấy không? Có nhiều khi cái bình này của collection của Mexico, thấy không? Ý em nói là lâu lâu em tìm được cái bình đó, em khoái. Nhìn qua, chập chấm lắm nè. Nắng quá anh ơi, thôi đừng chụp em dạo này ghê Và đó. còn đây là một cái bình Nói chung á, ông xã mình làm tùm lum, lâu lâu cũng chọc vô một cái là những coi như cái là bình giống vậy mọi người, thì rất mình phải là khoan mọi người ơi, không nó nói chung nó không phải là bán sẵn lỗ gì đâu. Japanese nha, thấy không? Thôi được rồi, mệt quá, nước nào cũng vậy thôi, đẹp là được rồi. Ý em nói em mới collect cái bình mê rồi, cái bình này của Japanese, và em có những cái bình khác em nói với nước chứ em đâu có nói cái gì vấn đề mình gì đâu, anh hiểu nó không nè? Giống cái bình kia, ví dụ Liên nói cái bình này Liên thích cái kiểu nó thì cái này của Trung Quốc. Thấy không mọi người, đó ý là Liên nói là Liên sẽ đi có những Dở cái cao bình, lên chút. có những cái bình mà Liên Liên muốn nói mọi người á là thích rồi á, mình chờ mua để nó chờ đợi rồi kiếm cây vô rồi ngắm nhìn nó khoái lắm mọi người ơi. Giống như là anh Chính nói á, là giống như ai nói thì nói phiền muộn cứ kệ đi, ra ngắm xong cái quên hết trơn, hơi đầu mệt suy nghĩ như đầu Nói nhìn thiệt nha mọi người, nhiều khi những cái cây mà mình bán mình không tiếc bằng bán cái bình hay là cái chậu người. Có không những cái chậu mình kiếm mấy năm trời không ra luôn, mình ra rồi kiếm để được á, đó rồi mới vô mà chay. lúc mà mình đã vô cái chậu vô cây rồi mọi người, chẳng lẽ giờ là giật lên thì nó sẽ không có đẹp nữa, tại vì cái chậu đi theo cái cây, giống như nó kết hợp nhau rất là tuyệt vời. Mà chẳng lẽ giờ mình lúc mà mình bán mình giật lại mình lấy lại cái chậu, thành ra cũng khó mọi người. Rồi đi kiếm cái cây khác bỏ vô cũng hơi Nhưng mệt. mà nhiều khi giờ bán rồi không bao giờ kiếm lại được. Nói thiệt, có những cái chậu rất là đẹp, mình rất là tiếc luôn, chứ không phải là cái chậu là 100 hay 50 hay là trăm mấy 200 là mình Đúng mua rồi, lại được mình đâu. có mấy cái chậu mình để đi em tiếc mình kiếm ăn được. Thì mình nói cho mọi người hiểu là gì, cái Cái cam. có những cái rất là đơn giản nhưng mà nó giống như đang giỡn mọi người, nhiều khi nó làm mình khó chịu. Ok. Mà không sao đâu, ví dụ ai có mệt nhọc mà lỡ mà kiếm bình kiếm chậu mà chơi trong vườn á, mà có những cái gì mình thích rồi á, thì cứ có giống như có phiền muộn có cảm giác gì đó thì ra ngắm nó đi là quên hết, ý Liên nói vậy chứ không phải là Rồi. về bình với chậu nữa. Giống như anh Chính nãy giờ cái tâm sự hoài, tâm sự làm chi, ra ngắm cây xong đẹp quên chẳng nhớ gì hết, mệt nhức đầu nhức cổ. Anh định nói anh này anh muốn vỡ nè. Đó mọi người, thấy không? Cái này là có đế, có chậu đàng hoàng mọi người. Mình cũng phải khoan, mình tự làm hết á, mình mua không có mấy cái lỗ đó đâu. Đẹp quá anh hả? Chứ không phải là làm kiểu là cứ để lên rồi để lên cái dĩa được đâu. Mọi người để ý thêm những cái chi tiết đó để hông cây mình không có Ok. một ngày nào đó nó buồn. Đây. Kệ, có được khoảng chừng 20 phút muốn ngắm lại nó cũng ok rồi. Không Rồi, sao cho nó đâu, xuống đi. ngắm lại để bưng lại cho. Ok không? Đây mọi người, cái này tác phẩm bà xã mình mới làm. Ok em anh. Không biết hỏi mọi người trên Cái YouTube. này nó lên màu hồng nữa nha. Để mà mọi người thấy ok không thì cho vợ mình biết. À, với lại nó màu hồng với nó có xịt dư đẹp lắm, chờ lên màu. Đó, xây lẹ chút. Ôi lẹ chút hả? Ồ con ghẹ ra, lá bưng ghẹ lên cầm hổng thấy Nhưng không? mọi Nay người vui ngắm quá. ha, Bữa nay em làm gì buôn bán hay lâu quay cho mọi người ngắm chưa? lâu lâu thư giãn bữa đi. Buôn bán mệt mệt đầu. Mình có được chơi quá trời, mình chuẩn bị khoan chơi. Ok, đây mọi người, cũng là giống như mình nói, thí dụ gì đi, Lâu lâu vui vui thôi. tác phẩm này không có gì là đặc biệt, nhưng mà ý mình nói là gì, đặc biệt ở chỗ nào, đặc biệt ở chỗ là thí dụ mình hên bữa đó mình đi ngang cái chỗ tiệm đó ha, Ờ đó, ờ đúng rồi đang cái anh xong bưng rồi bưng cái kia đi vô nha, anh bưng mình gặp cái cô này xong mình rước về, không mà mê thiệt bà xã mình rước về chứ không phải mình rước về, người rất là mê mình rước về là có chuyện. hả? Cái cô nào mà mình rước về là có chuyện, còn cô này bà xã mình rước về không có chuyện. Trời cô này mê luôn, bà xã Thì mình cái mê cô này bà xã mình mê, bà xã mình rước về hả mọi người. Đó, thì nó đơn giản vậy á, nhưng mà nhìn thấy không? Rất là mê ha. Mình nhìn cũng mê luôn. cưng ha, cái mặt Nhưng mà này thoải mái mê không sao mọi người, cứ việc mê. sao vậy?
Riêng cô này có việc mê không sao hết. Dễ thương hả? Ừ, rất là dễ thương với cưng ha. Đó, tóc búi. Đó. Ừ, tóc búi à. Ừ, em cưng quá tóc búi. Mà nói thôi, thí dụ giống như là cái cô này đi. Vấn đề không phải là tiền mọi người. Tại vì thí dụ giống như giờ thích bán lại đi, kiếm được 5 đồng 10 đồng. Nhưng mà bảo đảm luôn là đi lại tiệm đó cũng không có để mua. Ừ. Tại cái này cũng ít hàng. Nói chung á là thành ra đó ý mình nói là gì, đi kiếm những cái đồ mà mình thích mọi người, những cái chậu hay những cái gì lạ lạ đó thì mình phải tự đi kiếm thôi. Còn không cũng có nhiều cách kiếm mọi người, mình lên mạng, mình lên Facebook. Có những người người ta bán. Người ta mua đi bán lại, người ta kiếm tiền mọi người. Thí dụ giống như là người ta mua 10 đồng nhiều khi người ta bán 20, 50. Người ta có nhiều người mình đi thấy người ta even người ta ra chợ trời luôn mọi người. Là người ta cầm theo cái điện thoại xong người ta bấm chụp hình gì, người ta check coi cái giá ngoài này nhiêu, tại sao nằm ở chợ trời rẻ hơn người ta mua người ta bán lại gì không biết nữa. Không thì nói cho mọi người hiểu mà. Thành ra thì mình thích cái gì tự đi collect về. Còn đây là một cái cây, nó còn duyên với mình, thành ra nó ở lại với mình thôi. Những cái cây có màu đẹp nó đã ra đi hết rồi. Cây này là cây có màu cuối cùng nằm lại. Còn chứ anh nó quá đáng. Đây. Mọi người ơi, cưng quá đi. Thằng cóc này nãy phải có cái cây anh ha. Quên. Cây này nó được đẹp như vậy là bao lâu, rất là lâu lắm. Nó lên màu bóng như vậy, lá nó xuất sắc như vậy rất là lâu. Là nó có nhiều rễ mọi người, nó bám rễ nó tốt rồi. Xem một vòng á. Này mình cũng chưa tỉa lá. Ôi, xem vòng này mình đâu có thời giờ đâu hả, mình quay phim được là hay lắm rồi. Anh nhớ chụp hình. Nói mày. Chung là nếu mà mình tỉa lá thì nó mất thêm cả 1 tiếng nữa mọi người. Người thông cảm nha. Rồi tiếp tục đi. Tưởng tượng đi, giống như anh Chính nói, nhìn cây tưởng tượng. Giống như người đẹp mà là đang ở trong rừng bị dính bùn sình về, về tắm cái loại là sạch đẹp. Dạ. Ok, từ từ. Để tôi chụp tắm nha. Đó, chụp cho em đẹp quá. Một. La la. Chứ lỗi là mình trồng cây á, nó lên màu với ngay ngắn đó. Trời ơi, không còn gì bằng. Xuống, ok rồi. Quá phiền. Hoàng tử quen. Đây mọi người. Hoàng tử quen. Hoàng tử cốc chờ công chúa. Hay là công chúa cốc chờ hoàng tử nào tới bữa, mình giờ mình hung một rồi. Cái xong rồi biến thành người đẹp mọi người. Giống như trong chuyện của người nước ngoài, mấy cái chuyện trong nít coi mọi người. Thì cái hoàng tử cốc này ha, thí dụ vậy đi. Hay là công chúa cốc này là mình cũng khẳng định luôn là tác phẩm có 102 do mình làm ra. Mình khoan lỗ, nhưng mà bà xã mình idea để trồng cái này hả mọi người ha. Còn mình là khoan lỗ ha, để làm ra này ha. Sau khi mà thấy con cốc này, hai vợ chồng đứng nhìn đó. Nhau. Dạ, yeah, vui lắm. Rồi hỏi bà xã mình, hỏi giờ khoan được không, khoan được không. Nó khoan được chứ làm gì không được. Cái gì mà làm không được, có làm hay không thôi. Cái này mới bữa đỏ lắm ha, bữa nay không bớt rồi ha. Bữa nay bận. Thì đây cũng là những cái tác phẩm có 102 ha. 200 quả. Nếu mà sau này có 2 là có sẽ có 201 mọi người. Thì nói chung là cũng có nhiều người thích thì thí dụ cũng làm giống được không gì đó, thì nó sẽ có 2, có 3, có 4, đúng không? Nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì mình dám khẳng định là vẫn là có 102 ha. Đây mình chiếu cho mọi người coi ha. Khoan, phải khoan nó chứ không có sẵn đâu mọi người.
Hồi đó trồng có một cây thôi, giờ nó ra cây con chung quanh này. Mà cái này nè, có người thì thấy đẹp mà cũng có người cũng không thấy đẹp đâu. Đó. Sao rồi? Thấy đâu? Quá ngầu luôn. Ồ, em có con rùa kìa. Chơi dưới này này, chơi chơi. Đây đẻ thêm là con, đẻ thêm mấy con rồi. tác phẩm thứ hai. Và ông cũng nói khoan đi anh, đục lỗ đi mọi người. Đó là khoan. Này đẻ con này nha. Cái này là Cái con cheeseburger của Mỹ mọi người. hợp tác với Chihuahua của gì, Chihuahua ship của Trung Quốc. Đó, những cái này là cũng có 102 ha. Mình khẳng định tới thời điểm này chỉ có một cái cheeseburger này thì đặc biệt như vậy thôi. Đó. Nói chung là trồng mấy cái này khổ lắm mọi người. Mấy cái nhỏ nhỏ này hay là trồng trong cái xe này kìa. Con mình nó mê cái gì là ra nó xách cái đó đi là bãi hết rồi. Vui quá ha. Mấy cái À, quên nãy chưa chụp hình đó, để chụp hình đó. Hoàng tử ếch ăn cheeseburger ha. Hamburger ha. thôi đồ mình chơi với thôi đồ nữa Đó mọi người, đó bây giờ con rùa này vô mới thấy rõ nè, con rùa này mới làm không bao lâu nè. Cái lỗ nè mọi người. Cái này từ từ muốn nó Đó, đẹp. khoan lỗ nè Chờ nó mới đẹp. Cái gì cũng phải có thời gian. Bây giờ nó mới mình nhiều quá, nhiều đồ chơi của mình lắm Rồi. everywhere. Ok. Hả? Thôi giờ tới cái khác đi, lỡ chơi với mọi người, nó mang chơi cho tao. Ha. Rồi. Em thả thả xuống chút. Đây bình trà mình cũng thích mấy cái này. Mấy cái này thì nhà mọi người làm được. Hả anh hả? Phải không? Ra mua bình trà về. Làm được. Đổ trà vô, đổ nước sôi vô. Rồi xong rồi lấy cái lá cây này nè mọi người. Đổ vô. Cái xong rồi pha trà uống luôn. Em bỏ cái. Cái sen đá này á mọi người. Có những cây sen đá cái lá vẫn ăn được nha. Có những cây thì cái lá có độc không ăn được, nhưng mà có những cây cái lá ăn được đó mọi người. Người nước ngoài người ta dùng cái lá sen đá này làm xà lách á. Có thiệt á chứ không phải là mình nói bậy bạ đâu nha. Có nhà hàng bán đã dùng cái lá của sen đá để làm xà lách, hay là những cái nhà người ta mà những người trồng sen đá người ta biết được cái loại nào ăn được là tốt của mọi người. Để chậm lắm. Cho nó tươi lên lại chút. Đây mọi người. Riêng cái chậu này nó rất là hợp với cái cây loại này ha. Đẹp ha. Cái này cũng rồi. Ủa, cái lá cây nó đi lên nhìn nó cái chậu này. Rồi cho sen dòng ấy. Bên này hả? Bên này hả? Bên nào? Xoay. Mấy bên này nó thiếu chút xíu nữa. Chậm thôi. Nó xoay hai hướng luôn để em nhìn thấy. Ok. Được rồi. Có những cái bình mình mê Khoan để giữ yên nha, chụm cái. có những cái bình mình mê quá hả? Nhiều người muốn chia sẻ lại mình không nổi. Đây mọi người, nói đi, của bà làm tự nói. Ôi biết gì đâu nói. Thầy thấy Cái chậu này và cái cây này nhắm đi mọi người. là lúc bà xã mình làm cũng có quay clip trên YouTube mọi người. Để Bỏ vườn sao chỉ chia cho sẻ cách hướng bỏ dẫn mọi người trồng theo.
trồng theo kiểu nha, cái này mình có nha. Thì đây mình muốn nói là cái gì mọi người, cái chậu này người ta chế cho cái này rất là hợp lý, mọi người coi cho kỹ thấy ha. Đó, bữa mình có ai không hiểu thì coi lại cái clip cũ nha. Có những cái chậu là để làm cái gì ha. Tại mình thấy có nhiều người xài chậu không đúng cách mọi người. Chứ nó mệt quá, cái đó mỗi người mình sở thích. Người ta muốn làm thì làm. Đâu có nói. Không biết là cái người design cái chậu này để làm cái gì, nói thiệt, người ta design ra là có lý do. Thời trước đây á, là không có design kiểu đó, là mình giống như mình đi. Tự đục nè. Mình tự đục cái cắt cầm lên. Chưa kịp làm nữa này, mình làm rồi, bữa mình làm rồi mình chưa người ta bán. Cái chậu này là mình đã làm rồi. Và mình cái cây không còn nữa. Dạ, tại bữa vì nó đi rồi. Luôn. Nhưng mà mình nói với mọi người là thấy à, dạ, hồi đó đó nó không có đó, mình phải tự làm, mình lấy búa rồi lấy đồ mình cắt mình gõ nó mẻ luôn rồi. Thì bây giờ người ta làm rất là tiện, người ta đã làm sẵn cho mọi người chơi. Nhưng mà có những người mình thấy á, thì hôm nay không phải mình nói gì, có thể do người ta không biết. Thì sẵn để mình quay đây để mình chỉ luôn. Là những cái chậu đó để nè, nó có cái xếp mẻ người ta cố ý làm để design kiểu giống vậy. Chậu cây rồi. Cho nó thích hợp mọi người ha. Người ta cố tình làm đó. Rồi. Ok, xoay một vòng coi. Khoan. Để chụp nắp nè. 1 2 bỏ. Ok, xoay đi. Sao mượn cái này màu này nó Halloween đỏ lắm mà mượn quay đỏ bên này nó ok ra nó tỉnh. Nói chung á là muốn lên màu dễ mà. Nói chung là xoay tiếp đi. Dễ. Mọi người coi hình dáng ha. Thì hiểu đó là tại người ta làm vậy để chầm để rủ xuống ha. Hôm bữa đó nhớ không? Khoan từ. Nó nằm xuống luôn mà nhớ. Và ở đây có một cái bảng đột biến nữa nha mọi người. Trồng đột biến không á, bữa không có trồng đột biến chứ không có trồng thường nha. Đó. Trong đây là đột biến không á. Đột biến đi ra chứ không có thường mà bông nó vậy. Rồi, những cái cây đột biến bản lớn chính của cây này thì trước mình có trồng mình dở lên mọi người. Đó ừ, là thì hầu như là mình đã chia sẻ cho mọi người gần hết rồi, không còn nữa. Bữa mình trồng ở dưới đất rồi mình moi lên rồi mình làm chiểu đó bao nhiêu đó. Năm tháng mới làm được một cái dẫn lên. Ok. Cái này thấy vậy chứ không phải vậy đâu mọi người. Hình như là trong này là 4-5 cây vậy mới vô được một cái thế này nè. Chắc chục cây vậy. Rồi ha. Đẹp không anh? Quay chưa? Quay kiểu thôi chứ giờ màu nó chưa đẹp. Bữa nó đẹp không quay ha. Từ từ, bây giờ ham đẹp đưa ra nắng nó táp mùi nóng quá. Ok. Lại quá anh ha. Sao giờ em nhìn thấy mê quá. Đây mọi người. Đây là đồ mình bán, mình design đó, mình còn mẫu. Mọi người thích thì gọi liên ha. Bữa nay vẫn bán hàng kìa. Xoay qua này chút. Đây hả? Qua đây thôi, qua đây. Đây hả? Chút nữa. Ok được rồi. Thằng này cây này là Black King Kong mọi người. Mọi người thấy này đặc biệt gì không? Ở đây là một loại khác ha. Nắng ở trên này nó là ra loại giống như khác ha. Ở bên này nó ra khác chút xíu nữa ha. Cây này mà Liên còn mẫu nha. Cây này hơi đặc biệt chút. Này Liên collection nhưng mà Liên còn mẫu. Đẹp. Quay không anh? Quay chưa? Xoay đi. Xoay nha. Mấy cái bình đã quá, em mê mấy cái bình luôn chứ. Không còn cái keo. Nè nó là xanh nè, đẹp ha. Đó. Xoay. La. Mùa nóng này là cây vậy là quá hoàn hảo nha mọi người. Đừng mọi người mà kiếm cái cây hoàn hảo là chỉ có những người trồng có rễ thôi nha. Chứ cây này là ok lắm rồi đó. Ủa da. Cái này sao nó chụm xuống vậy, em đỡ nó lên mà. Dạ yeah. Để cho nó đi theo đường. Đi chậm lắm rồi. Trở lại chút. Chậm cái ha. Ok được rồi. Xích ra. Rồi. Cái này với lại cái trên bên chậu là sao? Một là loại một, anh một loại. Black King Kong. Cái này là gì đó, anh nói gì đó. Mọi người muốn mua là cái này nè. Cái đó mình có giống như trang. Mà cái này nhìn như nó bự hơn cái mình đang collect nữa ha. Đúng vậy. Bự hơn mà chung sâu hơn, cao bằng nhau nha. Quay một vòng thôi. Nó cao bằng nhau á, tại vì Liên dưỡng chậu diễn cây trước. Ây da, bị sao ba? Quay nó, nó nhảy nè. Được chưa? Xoay đi. Nữa ha. Đợi chút.
cái bên collect nó ít bông hơn bên bán, tại vì mình lựa cái đẹp mà mọi người bán, ai muốn mua mua. Cái này trông sâu nha, không giỡn đâu ạ. Nó y chang mà nó bự hơn, nhiều nhánh hơn, 2, 4, 6 mấy chục bông luôn hả. Dình vàng ghê luôn. Cái này ai có cái chậu đem về đi, mọi người đem về chân giống liên là đẹp chết. Quay hả? Chụp hình nó luôn. Còn mã số 4 ghê. Đẹp quá. Trời cái màu nó kìa anh ơi, ai nói black and gold đẹp đẹp quá ha. Ghê hồn. Chắc lại mình đây, cái này bự. Sao em chưa mẹ tới. Đẹp đây. Trong mắt mình, xấu trong mắt người. Cái này cũng để lên hồi nãy nữa. Chắc phải qua người lại. Để tay ra. Nãy đẹp quá. Mẫu này sao? Còn mẫu. Quay à. Nữa không? Để đi. Lùi lên chút. Rồi gì nữa. Cây này là mình collection nha mọi người. Tiếp tục quay. Mẫu này bà còn hả? Còn. Là cái giống này phải không? Giống cây này còn. Mọi người thích cái màu thì gọi cho bà xã mình ha. Làm gì trời quay mà cứ ok tiếp ngứa tay ta. Yên không bán chậu nha. Chậu này vô có cái sình luôn. Cái bông giờ quay nha. Rồi từ từ quay quan chút chút nữa. Đây nữa hả? Chút nữa. Ok được rồi. Rồi chụp rồi đó. Khoan. Ok cái này thì rất là đẹp nhưng mà nó chưa lên màu mọi người. Nó còn lên. Và cái mùa này á nắng rất là nóng. Cái này không bưng ra đâu được. Ai có để cái... ngoài nắng là coi như là cây sẽ bị cháy nha mọi người ha. Ai có cây này là mình giấu giùm. Xoay. Chút nữa. Rồi, gì nữa. Chụp tắm giữ lại, ok. Xây xéo qua các bạn chút, qua chút nữa. Ok, được rồi đấy. Được rồi, được rồi. Lấy tay ra. Nói lấy tay ra chụp hình thọt vô làm gì. Rồi, sang vòng đi. Đây mọi người, tác phẩm này cũng có 102. Mình bảo đảm luôn. Tại vì nếu mà có con voi mà không biết làm cũng không làm được ha mọi người ha. Rồi tiếp tục đi. Tiếp tục. Mọi người mua con voi này về rồi sẽ hiểu mình nói gì ha. Đen lắm anh ha. Rồi quay tiếp đi. Hình như năm nào nó cũng có lên sóng mà ha. Nói chung á là không muốn nó cháy á, mà trời mà nóng trên 100 độ thì đem đi giấu. Rồi xây tiếp coi. Ê từ từ. Đi đó. Ok. Đến từ đây vui thôi. Liên xin chào mọi người yêu sen đá nha.
Hy vọng nãy giờ mọi người ngắm sen xa stress với lại vui với Liên, với vợ chồng Liên chia sẻ chút xíu về trồng cây cho vui vậy đó. Thì đây là một cái mẫu ha. Cảm ơn mọi người luôn xem clip của kênh của vợ chồng Liên trồng sen đá. Cứ việc nói. Hôm nay thứ bảy, chúc mọi người luôn vui khỏe bên gia đình ha. Nếu mà có chút thời gian ra vườn ngắm sen, trồng mấy con sen rồi làm con sen cho mấy con sen. Anh em xong rồi, bye bye mọi người đó. 'Cây này nó nằm ở trong cái bình này rất là nhiều năm. Là bình này của Italy, rớt hoài mà không mẻ nữa. Tại cái cây nó bự quá. 1, 2, 3, 3 gang mấy luôn. Mọi người coi nè. Nhìn qua. Này em ghê quá. Nè mọi người coi Liên trồng rau ria nấm. Rễ nó ra dưới luôn mà, kỳ trước mình cắt bỏ. Cái cây này cũng đã bị cái lỗ thoát nước là nó ra rễ đó nó luôn. Nó có thêm một nhánh bên này nè mọi người. Gió bão quá nó mất hình nhánh, chứ nó cũng đều không mầm. Cây này mà muốn lấy ra, cây này Liên collection, Liên không bán, có nhiều người chị hỏi mà tiếc tại sao Liên bán cây này mà bán có cái bình. Chỉ nước đập bình thôi, uổng lắm, bình. Không có đập bình được. Mà bình này là bình của Italy á, nên mình cũng muốn collect về. Liên về cái bình. Chứ bữa giờ Liên cũng muốn thử lấy bình ra làm được, làm quà làm được mệt quá. Để mấy chị nói trời ơi có cây sinh bớt, cây này mà không bán. Không bán, mà tại em lấy cái bình ra làm được. Mấy chị hỏi hoài, coi nè. Thấy không, rễ nè, nó mọc đa luôn nè. Sống như vậy mấy năm trời ngắm hoài. Nói chơi chứ cái cây này á, thiệt sự nếu mà ship đi với cái bình á, cái thùng rất là lớn, nội mà tiền ship không á, cả trăm đồng. Ừ đúng, mọi người 1, 2, 3, 3,5 gang nha mọi người. Rồi ha, mọi người đừng có suy nghĩ tới nó nữa nha. Coi 2, chơi cho vui thôi. 3,5 gang nha mọi người. Nhánh bên này, nhánh có 3 bông. 3 bông không tiền ship xỉu. Đừng cái đó lâu năm mọi người ơi. Chắc lắm, đẹp. Mà Liên cũng tiếc cái bình lắm nên Liên cũng mấy cũng nhờ hỏi. Vậy nó mới còn ở lại với mình á. Dạ. Mấy okay. Chị hỏi hoài mà Liên không share lại được là vậy, không chia sẻ lại được. Mấy chị không cảm hấp muôn. Bye bye chưa? Ok, clip tới đây cũng dài hả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người kia ở những clip sau. Chúc mọi người luôn vui khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và được nhiều hạnh phúc qua những lời mình tâm sự lúc mà ở đầu clip hả mọi người ha. Thiệt ra là cuộc sống, cuộc đời này thắng thua không quan trọng mọi người. Nhiều khi mình thua mà mình thắng, mà mình thắng mình sẽ thua đậm đó mọi người. Chúc mọi người luôn vui khỏe. Ủa anh đang đâu quay hả? Ừ. Coi vui nè, tại anh quay đồ chơi của em mà. Đừng có máng lên chảnh cầm đi, xấu quá. Xấu gì? Nè. Máng lên tôi không muốn quay trên. Cái chai được rồi. Cái chai hả? Vậy em cầm á. Không có muốn quay mấy cái lưới cái này không được. Đụng đâu được. Đây mọi người, đây là những cái tác phẩm cũng là có 102 mọi người. Cái lúc mình thời mình làm là không ai làm mọi người, là mình khoan cái chai rượu á. Rồi cũng trồng vô luôn ha. Nhưng mà cái này chưa độc đâu, còn cái độc hơn nữa. Bữa nay tàn tạ nó không lo cho em. Mọi người thấy không, trồng nó dài toàn lòn luôn. Thấy không? 1 2 3. Thì cứ tưởng tượng ha, hồi đó trồng nó sát ở trong cái chai mà giờ nó dài xuống tới đó. Hơi bị cho miếng nước á. Hơi bị bữa nay bỏ rơi quá. Bên này lo nhiều cây khác mà bỏ rơi. Bữa mình lắm. Dạ đây mọi người, đây là một cái chai rất là bình thường. Ha, là mình cũng lên ý tưởng. Ở đó mình đầy bông á ba. Nhưng mà tại vì là do không có thời gian chăm sóc thành ra nó vậy mọi người. Hồi xưa nó đầy từ đây. Nhưng mà mọi người thấy nè. Ô cái này mình có quay clip á. Khoan. Cái này em có quay clip. Không có đơn giản như giống như là ấy đâu. Bởi vì sau nhưng này mà ta làm cái chậu phải. Ý mình đang nói là gì, đồ bỏ mình cũng có thể làm cho đẹp được mọi người, không có không thành vấn đề. Không cần phải tốn tiền đi mua đồ cũng được, nếu mà thiệt sự mà mình chơi theo kiểu sở thích của mình á. Chứ
không cần đi mua. Thì hồi xưa mấy cái chai này cũng là đồ bỏ thôi mà. Mình cũng bỏ thời gian ra, thí dụ khoan cái chai vậy mất khoảng chừng 2 tiếng thì xong. Ở đó đẹp á, có quay cái clip cũ. Dạ. Mà mình nói luôn là thí dụ khoan 5 chai chắc được con chai à. Nó sẽ bể mọi người. Nó không phải là mình làm được giống như ý mình muốn đâu. Rất là mất thời gian. Rồi ha. Bye bye mọi người.